Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay cơ sở Chấm Hương Đức Huynh xin giới thiệu chia sẻ với quý vị cách phân biệt chấm tự nhiên và chấm trồng, chấm cấy công nghệ. Thì trước mắt màn ảnh của quý vị đây là những cây chấm kiến tự nhiên. Tại sao gọi là chấm kiến tự nhiên? Chấm tự nhiên là do những con côn trùng, con kiến, con mối mọt hay những cái men vi khuẩn nó làm mục những cây gỗ, cây gió bầu, hoặc là do những vết đạn găm từ ngày xưa do thiên tai đổ gãy, thì cái chỗ bị gãy đấy, cái dầu tinh nhựa của cây gió bầu nó tiết ra để nó bảo vệ cái thân cây, thì lâu ngày nó tích tụ lại thì nó sẽ thành chấm hương. Thì đặc biệt cái chấm hương tự nhiên này, khi quý vị ngửi nó không có mùi thơm, nhưng khi tét qua lửa thì cái mùi nó rất là thơm ngọt, dễ chịu. Đó, quý vị xem. Thứ hai là những mẫu chấm kiến này nó không theo nhất định một cái hình dáng, hình thể nào cả. Các phu chấm người ta đi khai thác về như thế nào thì sẽ chế tác thành những tác phẩm như thế luôn. Đó. Hôm nay cũng nhân tiện công ty đang triển lãm tham gia cái hội chợ hàng Việt tại Vincom Long Biên đây, thì cũng quay video clip này để chia sẻ với quý vị, để cho quý vị cách phân biệt cho nó đúng cái sản phẩm. Đây là những mẫu chấm tự nhiên, còn như bên này là những mẫu chấm cấy công nghiệp. Cái mẫu chấm cấy công nghiệp này thì cái lượng chấm của bên trong nó rất là ít, nên người ta phải cấy thêm cái tinh dầu chấm vào bên trong để cho nó thơm hơn. Nên khi quý vị và các bạn chơi mua sử dụng cũng không có gì cả, nhưng đặc biệt là cái giá thành nó sẽ rẻ hơn cái chấm tự nhiên rất là nhiều. Cây hàng chấm cấy công nghiệp này thì giá thành của nó từ 1,5 triệu một cân đến 4-5 triệu một cân là loại nhiều dầu thơm nhất. Nên khi quý vị đi mua sắm tham khảo thì hãy để ý tìm hiểu cho nó, mua đúng cái sản phẩm của mình, không lúc về lại bảo nhầm lẫn là rất là nguy hiểm. Đây là những mẫu chấm cấy công nghiệp, họ quý vị xem còn rất nhiều cây. Đây những cục nhỏ thôi. Đó, còn cục to thì nó như thế này. Đây, đây là những cây chấm cấy cao tầm 1m2, có cây cao 3-4m cũng có. Đây là những mẫu chấm cấy công nghiệp. Rồi, xin cảm ơn, xin chia sẻ với quý vị và các bạn clip đến đây. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy ưng, thích thì hãy nhấn kênh đăng ký và comment, like cho kênh. Xin cảm ơn.